Hi, chào các bạn, đây mới chính là clip gốc đời đẻ bớt của mình. Mà không biết sao có nhiều kênh lại lạm dụng lấy clip của mình để đăng lên. Mời các bạn cùng xem. Xin chào mọi người, đây là bớt nhà mình. Nó chuẩn bị đẻ. Tuy là nó đã được mổ một lần, nhưng mà nó vẫn đẻ tốt được. Các bạn cứ để nó rặn tự nhiên, sau đó mình giúp nó xé bọc con nó ra. Các bạn lau khô, không cần phải hút mũi như mọi người hay hút không? Chỉ cần lau khô con nó được. Sau khi mình lau khô xong rồi mình cột dây rúng cho nó. Rồi sau đó mình dùng lưỡi lam mình cắt cái cuốn rúng cho nó. Rồi mình bôi thuốc đỏ lên cái rúng mà mình mới cắt. Sau khi mấy bạn lau xong á thì mấy bạn đem lại cho nó bú sữa mẹ nó. Chó nó có miễn dịch rất là cao nên mấy bạn không cần phải kỹ lắm đâu. Mấy bạn cứ để nó rặn tự nhiên, không cần phải khi nào mà nó rặn gần ra thì mình hỗ trợ nó. Rồi bây giờ mình cũng xé bọc nó ra. Bây giờ mình chỉ việc lau khô con nó. Và bây giờ mình cột chỉ nó. Mình cột chỉ cho rúng nó. Và bôi thuốc đỏ cho nó. Lau thêm một xíu nữa cho nó khô. Cứ để cho con mẹ nó liếm khô con nó. Thank you.
sau đó mình sẽ cho nó bú mẹ nó. Thật ra thì bớt đẻ rất là dễ, mình chỉ hỗ trợ nó thôi. Tuy là bớt này đã được mổ một lần nhưng mà nó vẫn đẻ tốt được. Mình cũng xé bọc con nó ra. Mình sẽ lau khô nó. Thật ra là mình chỉ hỗ trợ nó thôi, còn vì giống bớt này nó rất là khỏe mạnh. Xong mình tiếp tục cột rúng cho nó. Cột rốn xong thì mình cắt cái phần thừa đi. Rồi mình bôi thuốc đỏ vào. Rất là đơn giản phải không các bạn? Thật ra đỡ để cho bớt rất là dễ. Bây giờ mình cho 3 con bú luôn. Nhà nó hiện tại thì nó đẻ được 5 con, nhưng mà những con kia thì mình không có quay được, nên chỉ quay vài con tượng trưng cho mấy bạn làm tương tự thôi. Mấy bạn cứ nhìn cái cách mình làm mà làm tương tự thôi, rất là dễ. Nói chung là nó không khó lắm. Chó vốn dĩ nó sống tự nhiên nên cái khả năng miễn dịch của nó rất cao, nên mấy bạn đừng có sợ chó nó có vấn đề gì nha. Tổng cộng là nó đẻ được 5 con mà rất khỏe mạnh. Nếu bạn nào yêu thích thì inbox để đặt cọc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ cho mình một like và một subscribe nha.